và nỗi buồn Mỹ Đình, đội tuyển Malaysia chờ quyết đấu Việt Nam. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Thầy trò huấn luyện viên Tang Chiang-hoa dường như đã quên trận thua ở lượt về AFF Cup 2018 để hướng tới một kết quả tốt nhất khi tái đấu với Việt Nam ở chèo lửa Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 10. Chiều ngày 9 tháng 10, tuyển Malaysia đã có buổi tập đầu tiên trên sân chính Mỹ Đình chuẩn bị cho trận gặp với tuyển Việt Nam. Như thường lệ thì đội bóng của huấn luyện viên Tang Chiang-hoa đến khá sớm, nhiều phóng viên đã đến sân và không kịp tương tác buổi tập, chỉ quy định 15 phút bắt đầu từ lúc tập đầu tiên. Sau trận đấu thắng 6-0 trước Sri Lanka, đội tuyển Malaysia đang có sự tự tin rất cao. Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Tang Chiang-hoa khẳng định Malaysia sẽ có sự chuẩn bị kỹ về trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Chúng tôi không ngừng tập luyện, nâng cao thể lực, chiến thuật, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu ngày mai. Huấn luyện viên Tang Chiang-hoa nhấn mạnh với trận đấu của Sri Lanka đã tạo nên một sự tự tin rất cao với toàn đội. Tôi luôn có những trận đấu nóng khi bước vào mùa giải, dù đối thủ mạnh hay yếu như thế nào thì cũng giúp cho các cầu thủ cọ sát có nhiều kinh nghiệm hơn. Thắng Sri Lanka, các cầu thủ rất tự tin, chúng tôi háo hức đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Cách đây gần một năm, Talaha và các cầu thủ của Malaysia đã phải nếm mùi đau khổ sau trận thua đội tuyển Việt Nam ở lượt đi về AFF Cup 2018. Nhưng dường như tất cả đã quên đi nỗi buồn khi thể hiện một tâm lý rất thoải mái, tự tin trước trận tái đấu với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé!